Nam trong đoàn đặc hiếu. Kính thưa Khương Hồn Phong Linh Cổ Phạm Thị Tị, cụ hưởng thọ là 101 tuổi. Kính thưa trên các cụ, công các bà, cùng toàn thể bà con nhân dân thôn trên xóm dưới có mặt trong phòng tang lễ lúc này. Thật là không có nỗi đau thương nào như nỗi đau thương này, và không có sự mất mát nào là to lớn hơn sự mất mát của ngày hôm nay. Thật là vô cùng thương tiếc. Nhận được tin Phạm Thị Tị đủ số quy tiên về theo tổng tiên tổ, được sự quý mến của gia đình đã báo biến cho anh em thầy trò chúng con trong đội dịch vụ tang lễ Minh Hải, Hải Minh, là tình cảm cây nhà nắp vườn qua chỗ thầy Hải vẫn là quyền anh em con cháu cùng bà con hàng xóm lân cận nơi đây được biết. Anh em chúng con đã tề tựu về đến đây từ buổi sáng ngày hôm nay. Chúng con về đến đây đều mang theo tiếng trống, tiếng kèn, tiếng hồ, tiếng sáo. Qua bàn tay anh em chúng con phát ra muôn vàn âm hưởng, khi rộn rã, lúc khoan thai, khi u sầu, lúc bi thảm, với tiếng hồ réo rắt, tiếng nhị, tiếng đàn nỉ non, như tình các con thương mẹ. Mẹ ơi, chúng con thương mẹ biết bao thì mẹ đã chẳng còn. Chúng con có ngờ đâu, tuổi già mẹ đâm bệnh, đủ thuốc thang mẹ chẳng hồi sinh. Cháu con mẹ nỡ rất tình, cửa nhà mẹ bỏ, nánh mình quy tiên. Mẹ ơi, giờ phút này đây, bà con nàng xóm âu phiền, ai ai cũng tới một niềm hỏi thăm. Mẹ ơi, gọi đà có chút lòng thành, hương hoa nải quả, cơm canh khấn hồn, ba hồn chín vía mẹ ơi. Giờ phút này mẹ phảng phất đâu đây, xin mẹ trở về âm hưởng bữa cơm thường cùng chúng con. Kính thưa Phong Linh Cổ Phạm Thị Tị, kính thưa các cổ, công các bà, cùng toàn thể bà con nhân dân thôn trên xóm dưới có mặt trong phòng tang lễ lúc này. Đêm nay được sự thống nhất của bác trưởng Nam, anh em trong đoàn nhà cứu chúng con xin phép được thông báo chương trình hầu lễ tang cổ Phạm Thị Tị được chia làm 4 phần như sau. Phần đầu tiên, cho phép anh em chúng con xin được cùng con cháu nội ngoại của cổ làm tuần lễ siêu đinh 3 vòng để kể đến phần nào công cha nghĩa mẹ sinh thành ra các con chỉ còn lại đêm nay. Chuyển sang phần thứ hai, 3 tuần cơm rượu, chầu nước, bát cơm, quả trứng đỗ bông đôi đầu để đoàn xin được cùng với công các bà là quyền các con sẽ tự tay dâng mời mẹ bữa cơm cuối cùng. Thời gian còn lại trở về khuya, trẻ nằm ma, già nằm hội. Đêm nay, anh em chúng con xin được trích đoạn trò trong vở trò Nhị Thập Tứ Hiếu, Đại Mục Niên Báo Ân Tìm Mẹ để kể đến phần nào công cha nghĩa mẹ sinh thành ra các con. Và cuối cùng, anh em chúng con xin được cùng với con cháu nội ngoại của cụ để xin được đưa cụ xuống đò, nhờ ông Nai đưa cụ về cho đất Phật với chuyến đò nhà Phật, đò dọc, đò ngang, và đưa cụ đi thăm 36 cảnh chùa gần xa miếu mạo để cụ xin đọc về cho con cháu được đời đời bình an thọ trường. Và đến giờ phút này thời gian đã trở về khuya dần, quý khách gần xa về thăm viếng hương hồn Phong Linh Cổ cũng đã tạm vãn. Nậy Phong Linh Cổ, nậy xin phép nội ngoại trong gia đình thăng quyến để cho anh em chúng con xin phép được nổi tiếng trống kèn để bước vào đêm hầu lễ tăng cổ Phạm Thị Tị, xin được bắt đầu. Lưng. Cha mẹ ơi, lưng hỏi vong linh hương hồn nghề. Cha mẹ ơi, mẹ cha ơi,
đêm nay chúng con đập đàn chào. Xin báo công cha nghĩa cha mẹ ơi, chín chữ cù đau gánh nặng vai các con ma, chúa công danh y các con đã gọi công sinh y đêm nay các con xin đã đây những hương mẹ đã theo gió theo mây mất này, chúng con chờ mẹ đến nay cha mẹ ơi biết đến bao giờ cho hết nghi ba năm về mẹ ơi hôm nay các con trai gái dâu mà trai gái rể dâu bà bác trưởng đầu tiên và cháu theo sau cháu còn nghe lấy xa thương nghĩ tiếc nghĩ mà để tôi cũng nghe đành cũng đành nghe có mà hà vui ơi các bác làm lễ giúp linh chạy đàn cho cụ con cháu giàu một bó khó còn nén một đi một nay ra tâm bồ đề để trả tiền thành sai làm lễ giúp cụ về chung chăn cho con cháu đêm nay bây hôm nay mẹ đã xa rồi mẹ đã rời xa ơi cha mẹ thương nghĩ chất nghĩ mà để thôi cũng hà đành cũng đành nghề có mà thôi
buổi sáng mai đưa mẹ qua con vẫn biết rằng tử sinh khoai tránh khỏi lưới trời xưa nay. Chỉ có điều là một may một rồi, nay vong linh mẹ thác được buổi thanh bình. Có người thác phải lúc chiến tranh, hiếu trung đông tang tùy tình khác nhau. Mẹ ơi nay mẹ đã qua cầu trần thế, qua cháu con dâu rể họ hàng, cơ quan đoàn thể xóm làng, chống kèn đưa tiền huy hoàng để ghi. Đêm nay chúng con duy trì tục cổ, trước ăn tiền để báo cổ chiều mong. Dù vui nước nhược non bồng, cảm phiền xứ xà thần không dẫn về. Hoặc còn mẹ còn ở ba kỳ xã tắc, hay mẹ còn chơi nam bắc đông tây. Non cao núi thẳm rừng cây, sông sâu bể rộng cầu dài ngã ba. Hoặc còn mẹ còn ở quanh nhà quanh xóm, nghe tiếng con cháu gọi đến thì về. Ta hồn xin phía mẹ ơi, xin mẹ sang phó linh xà, mẹ nay nấp hiên hồn. Vâng, vòng này là vòng cuối cùng, mời các bác thắp hương. Xin mời con cháu thắp hương nên linh cữu cho con. Chưa kể từ nay đội ngoài hay bên ơi.
lối còn bây xa thương nghĩ tiếc nghi mà để thuy cũng đành cũng đành nghề có mà con cháu quỳ xuống. Quan niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mẹ ta con cúi lạy mà để các con xin đi cúi lạy đầy mẹ các con xin đi lạy cha ôi hỡi cha mẹ ơi có cha có mẹ rồi mới có các con các cháu ngày hôm nay giàu đâu bạc nễ cốt ở thành tâm. Kính thưa vong linh cổ, thưa nội ngoại trong gia đình tăng quyến, vừa rồi là phần lễ diễn linh chạy đàn là để cho anh em con cháu gia đình cô dì chú bác thăm và nhìn cụ lần cuối cùng, vĩnh biệt cụ ngày mai cũng đi xa. Và để tiếp theo, đoàn xin được chuyển sang phần tế thành phục, cơm rượu chồng nước đèn hương cho cụ đền quý. Mời các cháu dẫn ra ngoài, các con ở lại. Trước khi bước vào tế thì mời các bác tạm dừng sang hai bên để nhường cho khách về thăm viếng cụ ít phút. A Di Đà Phật.